xin chào các bạn nhá. Chào bạn đến với video tiếp theo của mình. Chúc bạn có một ngày mới thật nhiều vui vẻ. Hôm nay thì có các dàn tem của mình ấy, các bạn thấy không? Bình thường nó vào nó nghịch ngợm lắm nhưng hôm nay mình cho mấy thằng lên kênh tí nhá. Đấy, hôm nay thì mình sẽ thả chiếc diều đại trà các bạn ạ. Có sự góp mặt ở đây thì hôm nay mình sẽ cho mấy thằng trẻ trâu này tiếp tục cho thả diều này các bạn nhá. Nhưng mà hôm nay đừng phá được các bạn nhá. Chắc chắn không? Cái diều để nó bay sao được? Diều để mày tin không nó bay được không? Chắc chắn nó bay được. Mày tin nó bay trên mặt đất không? Đúng rồi, bay trên mặt đất rồi. Đấy, giờ mình sẽ bay thử con diều này cho các bạn xem nhá. Đấy, con diều này mình mới làm xong các bạn ạ. Diều đại trà này mình bán với giá khá là rẻ. Các bạn có thể liên hệ trực tiếp ở trên Zalo của mình nhá. 50.000 bộ khung 1m thôi. Kiểu như là mình bán khung ấy thì các bạn về thì các bạn nếu mà uống đại trà này mình kiểu như mình không làm sẵn đại trà, các bạn có thể tự làm cái đại trà này cũng được. Mình thường thường là có cả cái khung ảo thật đấy. Kiểu như là mình có cả khung đuôi chính Mỹ với cả đuôi mẹ bồng con với đuôi cá nữa. Đấy, mấy cái đuôi đấy thì mình hay làm dễ. Đấy, bây giờ thì cho các em mà kéo. Đấy, giờ các em kéo không? Kéo. Đấy, cho thả đi. Đây, cho Huy kéo đi. Bây giờ thì mình sẽ cùng mấy thằng này. Thôi, cho em đập đi. Giờ anh là người đứng chủ trì. Đấy các bạn, cho mấy thằng này để trâu thả diều các bạn nhé. Đó. Ây da. Hồng nữ tính phát lên luôn à? Ừ, vừng cây xoài rồi. Mang gì cái đi em ơi. Mang gì cái đây? Chiếc diều này mình bọc bằng vải các bạn. Đấy, diều này mình bọc bằng vải nên là nên khá là dễ nữa các bạn. Đó, rồi rồi. Vừng cây rồi. Ui, lên rồi. Lên luôn các bạn ạ. Đấy, đây là con diều này mình mới làm nèo đầu tiên nhá. Này có sự có mặt của rất là nhiều thanh niên này. Trẻ trâu. Đấy, chơi đấy, đi chơi. Lên mỗi tội cong tóc vào các bạn ạ. Thì những cái con diều này cong thì thường thường các bạn bảo là yếu quá, nhưng mà thực chất ra là nó phải cong lại nó mới nên dễ các bạn ạ. Cứng quá thì nó sẽ bị hay xoay đảo nhá. Bởi vì là mình làm diều nhiều nên là mình biết là cái con nào nó nên nó dễ như thế nào. Đó. Nên rất chẳng. Nên cao đi. Nên cao mà. Cho về đây em ơi. Cho về kéo bạn. Cho về đây cho nào. Cho mấy thanh niên kéo ở khu chúng mình đây. Giờ hiện tại là bầu trời rất là xanh, quay video cực kỳ đẹp luôn các bạn ạ. Mang đây. Nắng. Mang này quay này không nắng. Đấy, đang lên rất là cao luôn. Con này gió to mà kéo không bảo gì các bạn ạ. Đúng dáng đuôi đại trà cực kỳ đẹp luôn nhá. Gió cấp 5 sao không bảo gì á? Thôi, mày đừng có mồm quét. Mày đừng có mồm điêu đi. Nó chỉ gãy thôi các bạn ạ. Nó chỉ gãy thôi các bạn ạ. Nó máy rất là cao các bạn nhé. Kiểu như diều này gió to mà nó cũng không bị xoay xoay như những cái điều tre. Đâm anh ơi. Thả dài ra. Em phải thả dài ra cơ. Đó. Thả dây này. Thả dây ra. Nó vướng một cây rồi. Đây thả ra. Mình cao nhỉ. Thôi kéo xuống đi, nó đang rơi rồi. Cái này xà xuống mặt đất đua vẫn được cái nhỉ. Làm sao mà đua được. Chị Nguyên nó. Nắng nhỉ. Nắng quá. Buổi hè này nắng quá bạn. Nhưng mà được quá. Nên ok chưa. Đấy. Các bạn biết không? Cầm ra. Ok anh. Đây các bạn ạ. Đấy, những cái bạn ở thành phố làm sao mà có được cảnh thả diều như ở quê. Còn đúng kín nịt các bạn nhé. Đây thì có. Ở quê thì thường rất là nhiều diều thả. Còn ở thành phố thì ít lắm. Kiểu như ở thành phố các bạn. Người ta thả diều không may vướng vào dây điện này cháy ấy. Thành phố cũng có nơi thả ấy. Thả trên trần này không may. Mắc vào dây điện. Mắc vào dây điện thì công an có tóm luôn. Nhưng mà nhiều nơi giờ kiểu như là nhiều địa phương cũng cấm thả diều các bạn. Ở quê mình thì ở quê mình thả thì mình hay ra cánh đồng thả thì cũng xa được dây điện ấy. Đam mê cũng phải chơi.
Tao gọi là đam mê, mẹ đấm vỡ mồm mình cũng phải được chơi. Được. Thảo Án. Thảo Án. Đây, mình chỉ bạn cách cuốn dây nhanh các bạn nhé. Đấy, một tay thì các bạn cứ giữ thẳng như này nhá. Còn một tay các bạn sẽ thao tác cuốn như này cho mình. Đây. Nó thì ai biết làm. Cuốn như này thì nó nhanh. Không, nhưng mà tùy từng cái em ạ, không phải là ai biết cuốn đâu. Chết rồi. Không, đơn giản như đan đổ. Học được. Rồi, hôm nay mình cũng thả chiếc diều đại trà màu hồng các bạn. Màu hồng nam tính các bạn nhé. Đấy, mà kéo xuống em mời không nó rơi vào nhà. Quay lên diều. Quay lên diều, quay lên diều em ơi. Để chuẩn bị đang kéo xuống các bạn nha. Đang gầm ở ông đâu. Mang đây từ từ từ. Một cuốn dây này, cái kéo được, kéo nữa em ơi. Cái diều bay cao quá. Dễ lên nhỉ. Đấy. Nét. Nét cao, đặt đi. Nét như nét vậy. Trên diều các bạn. Giờ để anh đâm cho mình xem. Giữ một cái phong nền này. Giữ anh làm cái phong. Đó các bạn ạ, cuối cùng là mình cũng thả xong rồi các bạn nhé. Sau khi mà thả con này nên cực kỳ dễ được các bạn ạ. Mình làm cái bụng nó hơi to một tí mà thường thường đại trà. Đấy thì thường thường mình thả đứng dằn ngang ngang ra được đứng chứ. Đấy, bình thường mình thả con đại trà thì thường cánh nó phải thẳng ra như này các bạn ạ. Đấy, nhưng mà hôm nay mình làm với con này nó cho nó cong, thả nên nó dễ hơn các bạn ạ. Đấy. Mình bán cái loại vải này thì các bạn mua ủng hộ mình nhá. Cái vải này kiểu như là đổ nước lên là gần như là nước sẽ trượt đi hết đấy. Nói bố là chống nước đi. Văn biết ảo thật đấy. Đấy các bạn thấy không? Đó, con diều đại trà. Em mua 1.000. Vải này 500 các bạn nhá. Vải này 500. Vải này hơi... 500 người. Vải này hơi bị ngon đấy, đổ nước vào phát trượt hết đi luôn kể cả. Vải này 0.0001 đồng nhá các bạn nhá. 30 đua phát à gọi là bao mưa bao bão luôn. Đó. Còn đây là mình sẽ kết thúc clip tại đây các bạn nhá. Sau khi thả chiếc diều này thì mình cảm thấy chiếc diều này lên khá là cao và hai cái đuôi đây là đúng dáng đại trà luôn. Full cắp quang các bạn nhá. Đấy, phun giữa cái phun ở giữa cũng là phun cắp quang luôn. Đó, các bạn đã xem video của mình nhá. Nếu các bạn thấy video của mình hay thì hãy cho mình xin một like và một đăng ký kênh để ủng hộ video của mình nhá. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau nhé. Bye bye. Bye bye. Bye. Thì mình cũng xin giới thiệu một cái nick. Ok, đây chính là nick Facebook của mình nhá. Mọi người có thể kết bạn với Facebook của mình nhé. Đó, Nguyễn Đức Quang này. Chụp ảnh với anh Nguyễn Thành Nam nhé. Đó, ok.